đời xe số sàn hay là số tự động gì đó. Có điều kiện các bạn nên mua số tự động, vì trước sau vì chúng ta cũng sẽ va chạm số tự động thôi. Nhưng mà nếu 100-200 triệu mà không đáng, các bạn cứ mua xe số sàn đi. Để làm chi? Để thứ nhất á, chúng ta cảm nhận được động cơ của một chiếc xe. Vì Vinh chia sẻ thẳng luôn với các bạn, số tự động nó bây giờ những xe nó hiện đại rồi, nó có lấy chuyển số như thế này này. Thật ra là gì? Nó áp dụng từ cái cơ chế của số sàn. Và rất nhiều những trường hợp khách hàng, bạn bè, anh em á, Vinh hỏi có biết thắng số không? Không phải là mình show kỹ năng nha, có biết thắng số không? Vậy thì thắng số là thắng như thế nào? Hi, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong vlog của Quốc Vinh Ô Tô. Và ngày hôm nay mình đang có mặt trên chiếc xe Toyota Camry 2.4G. Cái phiên bản xe của mình là đời 2003 VVTi. Năm nay là một chiếc xe Toyota Camry vào cái giai đoạn chuyển thời, có nghĩa là chuyển từ cái giai đoạn Camry vuông sang Camry tròn. Vlog này Vinh không có nói về chiếc xe của mình, mà Vinh muốn làm rõ về cái vấn đề tâm sự với các bạn về cái tâm lý khi chúng ta mua một chiếc ô tô cũ. Và sâu sắc hơn ở clip này thì Vinh muốn nói về cái dạng là những người mới mua một chiếc ô tô để che mưa che nắng nó như thế nào. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay với Vinh nhé. Vào video nè. Vâng, thì chủ đề mà mình muốn nói tới là việc mà các bạn đắn đo lấn cấn để mua một chiếc xe che mưa che nắng. Kể cả bản thân Vinh, mình làm kinh doanh ở một cái hãng xe rất là lớn trên thế giới và nổi tiếng như là Mercedes-Benz. Thì tại sao Vinh đi một chiếc xe nó như thế này? Và Vinh có cảm thấy nó đúng với cái đẳng cấp làm việc với Vinh hay không? Đầu tiên là về cái vấn đề loại xe, đời xe, mẫu mã, ngoại hình. Thì Vinh nói thật với các bạn á, là thời gian đầu mình cũng rất là băn khoăn về cái vấn đề là bản thân mình là một người sales, một người nhân viên kinh doanh của một cái hãng xe nổi tiếng. Và mình có cái sở thích là đam mê xe cổ. Nên là mình cũng mong muốn là mình có một chiếc Mercedes-Benz cổ để mình đi làm. Đó là cái mong muốn. Và cái giá trị để sở hữu một chiếc xe cổ thì các bạn biết rồi, nó là một cái vấn đề về kinh tế nan giải. Và công việc của Vinh ấy, ngoài cái việc là bán hàng cho khách hàng tại showroom ra, thì Vinh thường xuyên di chuyển tới lui những cái tỉnh thành để làm hồ sơ đăng ký xe và đi gặp khách hàng ở những cái địa điểm liên tục thay đổi tần suất theo ngày. Thì thứ nhất á, mình mua một chiếc xe thì mình đưa ra cái phương án như thế này. Mình phải lựa chọn cho mình, thứ nhất là về nhu cầu công việc của mình nó như thế nào. Đương nhiên rồi, nếu điều kiện kinh tế tốt, điều kiện kinh tế chuẩn và bạn có một số tiền không phải đắn đo về tiền bạc, tiền nong thì bạn rất là dễ chọn. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Chúng ta phải, không phải ai cũng xuất phát đầy đủ tiền bạc, tiền nong cả. Nên là chúng ta phải tìm những cái gì đó nó phù hợp nhất có thể với cái điều kiện và đối với cái công việc của mình. Thì nôm na là gì? Vinh, bản thân Vinh, giống như Vinh nói nãy, Vinh di chuyển liên tục, xe vứt mọi nơi. Mình đi hết công an này, thuế khác rồi, khách hàng nơi này, khách hàng nơi kia. Thì nếu Vinh đi một chiếc xe nó có giá trị một xíu, đắt tiền một xíu, thì nội cái vấn đề mình giữ chiếc xe đó thôi, nó cũng nhức đầu. Bản thân nếu bây giờ mình đang đi một chiếc xe Mercedes-Benz chẳng hạn, một xe đời cao, đời mới bây giờ chẳng hạn, thì cái vấn đề mà mình đi ngoài đường mình bỏ chiếc xe là mình phải mất thời gian về cái việc là phải có người giữ nó. Tại như các bạn biết mà, Sài Gòn mà, không biết các tỉnh như thế nào chứ Sài Gòn đậu xe nó chứ có sao quay qua quay lại mất cặp gương là chuyện bình thường. Mà cái giá trị cặp gương của một chiếc xe mắc tiền không hề rẻ. Nôm na nó hoạch tẹt một cái con ngựa chợ búa dễ hiểu hơn là gì? Vinh đi chiếc xe này, Vinh dục nó đâu Vinh cũng chả ngán. Có nghĩa là mình an tâm làm việc, an tâm
hoàn thành công việc tốt nhất có thể và nó giúp ích được cho mình. Tại vì thật sự nó là ô tô mà, mưa nắng mình không sợ, đường xá mình không sợ, đi đứng mình không sợ. Còn về vấn đề ở đây mình không nói về vấn đề an toàn và sung sướng nha. Tại vì an toàn và sung sướng thì với cái số tiền như 260 triệu để mua một chiếc xe Toyota Camry như thế này thì đời cũ nữa thì đó là cái vấn đề. Nhưng mà mình đang nói về cái chủ đề là với cái số tiền ít ỏi như vậy thì chiếc xe mình chọn để giúp cho nhu cầu công việc là cái thứ nhất. Nhu cầu công việc của Vinh, chiếc xe này Vinh cảm thấy ổn. Tại vì đối với các bạn cũng đang lăn tăn mua một chiếc xe, nhu cầu của bạn là gì? Chở gia đình đi lại, hay là một chiếc xe đầu tiên để tập lái, hay là một chiếc xe đầu tiên để biết được chạy ô tô trên đường là như thế nào, hay là một chiếc xe vừa vặn với cái túi tiền tâm lý. Tại vì nhìn ra mặt bằng chung thì thị trường ô tô Việt Nam của chúng ta mua rất là nhiều xe mới, xe xịn, nhưng cũng không ít trong số đó là một số anh em, khá khá nhiều anh em tìm một chiếc xe gọi là để bắt đầu cái việc là sử dụng xe ô tô. Tâm lý chung mà, đúng không, mọi người có cảm thấy đúng giống mình không? Tâm lý chung là khi các bạn mua xe ô tô, các bạn sẽ ngại mua chiếc xe đắt tiền nếu đó là lần đầu tiên mà bạn sử dụng ô tô. Tại vì mua mắc tiền thì chúng ta đi đứng đâu có quen đâu, chúng ta đâu có kinh nghiệm lái, chúng ta đâu có mọi thứ để chúng ta sẵn sàng cho cái việc là chạy xe trên đường như thế nào. Thì mua một chiếc ô tô cũ cũng sẽ là một lựa chọn rất tốt cho các bạn. Và thời buổi bây giờ thì hiện đại hơn rồi, bằng lái chúng ta có thể thi bằng lái số tự động rồi, và đa số các xe trên thị trường hiện tại bây giờ xe mới đều là số tự động hết. Nên là về bằng lái các bạn có thể chọn số tự động hoặc là bằng B2. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn đầu tư cho bản thân mình một cái kỹ năng lái tốt, một cái phong cách lái chuẩn và để yên tâm để sử dụng những chiếc xe sau này, thì mình nói với các bạn trước sau gì chúng ta không né được cái trường hợp xe số sàn như thế này này đó. Vậy thì trúng trường hợp là như thế nào, và thật sự có phải là chạy xe số sàn trong thành phố là một cái việc nó khó khăn hay không? Thì Vinh sẵn trong cái clip này Vinh cũng sẽ phân tích luôn, khi mua xe cũ các bạn sẽ lấn cấn về cái việc là mua xe đời như thế nào. 200-300 triệu đối với một cái người mà dư giả về mặt kinh tế hoặc là thành công về mặt kinh tế nó khá là đơn giản. Nhưng với một cái người mà người ta đắn đo về mặt kinh tế thì 200-300 triệu để mua một chiếc xe ô tô nó phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên á, đối mặt với cái vấn đề là nếu các bạn không hiểu về xe, không rành về xe, rất lầm dễ lầm mua trúng xe bệnh, xe hoạn gì đó nhiều ngang nhãn. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề là lựa chọn cái loại xe nó như thế nào, có bền bỉ hay không. Và cái vấn đề thứ ba là chạy cái số sàn này trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở các đô thị đông đúc nó có sung sướng hay không. Rồi phân tích từng vấn đề này. Vấn đề đầu tiên, lựa chiếc xe thế nào. Nói đi không phải nói lại, mặc dù các bạn không có kiến thức hoặc là các bạn yếu về cái kiểu tìm hiểu sản phẩm xe, các bạn vẫn có thể nhờ được sự trợ giúp, vẫn có thể nhờ được sự trợ giúp từ internet, vẫn có thể nhờ được sự trợ giúp từ những cái người thân quen, thì bằng tận dụng mọi mối quan hệ thôi. Cái đó là chúng ta phải làm tốt nhất có thể thôi, không có cách nào khác cả. Rồi cái điều thứ hai là cái vấn đề là đời xe. Đời xe số sàn hay là số tự động gì đó, có điều kiện các bạn nên mua số tự động. Vì trước sau vì chúng ta cũng sẽ va chạm số tự động thôi. Nhưng mà nếu 200-300 triệu mà không đáng, các bạn cứ mua xe số sàn đi. Để làm chi? Để thứ nhất á, chúng ta cảm nhận được động cơ của một chiếc xe. Vì Vinh chia sẻ thẳng luôn với các bạn, số tự động nó bây giờ những xe nó hiện đại rồi, nó có lẫy chuyển số như thế này này. Thật ra là gì? Nó áp dụng từ cái cơ chế của số sàn. Và rất nhiều những trường hợp khách hàng, bạn bè, anh em á, mình hỏi có biết thắng số không? Không phải là mình show kỹ năng nha, có biết thắng số không? Vậy thì thắng số là thắng như thế nào? Nó xuất phát từ cái ngôn ngữ các bạn chạy số sàn, và cái cấp số của số tự động nó cũng không có khác gì số sàn đâu.
Chỉ có chăng là công nghệ động cơ rồi cái cách thiết kế nó khác nhau, nhưng mà về cái chuyển số mà đã có lẫy hoặc là đã có số S cộng S trừ gì bên đây này, những xe có cần số S cộng S trừ hoặc lẫy chuyển số này, thì nguyên lý thắng số nó vẫn như vậy. Và thắng số nó sẽ giúp ích cho các bạn được cái gì? Đó, tiết kiệm má phanh này. Phanh nó lâu mòn hơn, đúng không? Phanh nó lâu mòn hơn, các bạn thắng nó đầm xe hơn, và nguy cơ các bạn đổ đèo hoặc là chạy đường đổ dốc nó không có bị mất kiểm soát phanh. Tại vì khi phanh nó nóng một cái nhất mức độ nhất định rồi á thì nó sẽ vô tác dụng luôn. Đó là cái việc mà nóng lạnh của cái đĩa phanh ha. À, rồi đó là một trong những vấn đề. Vậy thì chạy số sàn nó có những cái bất tiện gì? Nếu bạn là một người chưa quen á, bạn chạy số sàn á, cái thao tác tay này bên đây nè, liên tục cần số, và đồng nghĩa với cái việc cái thao tác chân bên đây nè, đó chân bên phía và tay trái của mình nè, liên tục đạp côn. Nhưng mà nếu mà các bạn quen được một cái khoảng côn và cái ngàm côn rồi thì thật ra với bản thân Vinh là thay đổi liên tục từ việc chạy xe số tự động cho tới số sàn. Tại vì khi Vinh chạy xe demo lái thử của công ty Vinh là Vinh chạy xe số tự động, và khi mà Vinh đi về mình chạy xe thì mình lại chạy cái con Camry này của mình là số sàn. Vinh cảm thấy nó giúp ích rất nhiều cho những cái kỹ năng lái những cái xe hiện đại. Và đây cũng là một cái cách mà một cái mẹo Vinh muốn chia sẻ với các bạn nên sử dụng xe số sàn. Nếu đó là chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời của bạn và bạn muốn training, muốn tăng cái kỹ năng lái xe của mình lên, thì các bạn chạy gì mà không thử. Tại vì các bạn chạy một thời gian rồi sau này tiền bạc đầy đủ, kỹ năng đầy đủ, thành thạo đầy đủ, các bạn sẽ đổi qua xe số tự động thôi mà, đúng không? Rồi thì đó là một trong những cái chia sẻ những cái nỗi lòng. Và cái vấn đề thứ hai á là về cái loại xe gì. Cứ tin tưởng mình, cứ lựa những xe số sàn mà chơi. Tại vì những xe đời cũ mà số tự động các bạn nuôi nó mệt lắm. Ở đây xin lỗi những ai mà buôn lái xe gì đó, tôi không dám chê nhưng tôi nói thẳng, có nghĩa là công nghệ cũ mà số tự động thì lúc đó nó chưa có hoàn thiện, nó không có được như cái công nghệ số tự động bây giờ. Nên tại sao các bạn ngày xưa hay cứ nghe nói tới số tự động là nó uống xăng, tại vì nó là một trong những cái công nghệ tiên phong ở thời điểm đó, chứ nó chưa đạt được cái mức độ hoàn thiện của những cái công nghệ mới bây giờ. Nên cái việc số tự động nó uống xăng hơn số sàn là chuyện đương nhiên. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa chạy số sàn nó sẽ tiết kiệm xăng. Nếu các bạn không biết chạy, các bạn cứ ép côn, các bạn gồng ga, gào ga, đạp ga liên tục thì xe nó vẫn uống xăng bình thường thôi. Nên là nếu chọn một chiếc xe cũ thì nên chọn những cái dòng xe Nhật, những cái dòng xe dễ chơi. Còn nếu các bạn đam mê về kỹ thuật, muốn va chạm, muốn nhảy hố và muốn có cái cảm giác chạy xe cũ nhưng mà muốn cảm giác mạnh mẽ, chọn xe Đức. Tại vì xe Đức bảo dưỡng nó rất là căng, thay thế phụ tùng nó rất là khổ cực, nhưng chạy nó sướng. Còn muốn một cái phương tiện nó lành lặn, muốn một phương tiện nó bền bỉ, nó rẻ trong chi phí bảo dưỡng, bảo hành, vận chuyển cái gì đó, thì chọn xe hàng xe Nhật. Ví dụ như Vinh đang chọn đi là một con Toyota Camry 2.4G đời 2003, số sàn. Công nghệ duy nhất có trên xe đó là VVTi, một cái công nghệ 16 van trục cam biến thiên, gọi là công nghệ đời đầu, VVTi đời đầu, chứ nó không có được như Dual VVTi bây giờ của Camry. Nhưng mà đây là một trong những cái dòng xe mà năm nay cũng gọi là nó là số sàn, nhưng nó là full option. Ngoài cái thấy xung quanh này Vinh đang quay vào một cái camera nó rất là đặc biệt, nó cho phép chúng ta theo dõi hết toàn bộ những cái góc quay ở trên đường. Nó là Vinh sẽ roll những cái góc quay cho các bạn xem bên trong xe nha. Nội thất này, đó, đồng hồ vô lăng rồi này, nhìn đâu có thua gì xe thường đâu, đúng không? Đó thì đó là cái Vinh nói. Chỉ có điều là ví dụ như các bạn phải quen những cái đường giống như này, đường lết là các bạn phải trả số liên tục. Và thật sự các bạn nãy giờ trong cái quá trình mà Vinh chia sẻ, các bạn thấy Vinh sang số, thực ra nó là một cái thói quen và nó đơn giản lắm.
nó không có quá áp lực về cái cổ chân. Mình chạy có nghĩa là chúng ta cũng quen dần với là cái khoảng côn và cái cổ chân thôi. Vậy thì lăn tăn trong cái vấn đề mua chiếc xe cũ, nếu mà nó chỉ vài trăm triệu, nói gì thì nói với Vinh Huyên, các bạn tốt nhất vẫn nên chọn xe Nhật. Và nếu gọi là rõ đích danh hơn nữa thì chọn Camry. Camry hoặc là Toyota là những chiếc xe mà các bạn dễ dàng sở hữu nhưng mà không có quá tốn kém để nuôi nó, và vẫn đủ cho các bạn thời gian các bạn làm quen với xe và nâng cao kỹ năng của mình. Đó là một trong những cái đoạn ngắn mà Vinh muốn chia sẻ trong cái clip lần này, ngắn gọn vậy thôi, là rút ra được nhiêu đó điều là muốn sử dụng chiếc Camry này hơn một năm để trải nghiệm cho các bạn. Dòng xe Toyota Camry này á, chạy vô Sài Gòn tự tin lắm, tại vì toàn xe biển số xanh thôi, toàn xe biển số xanh, và Camry mà đời 2003 mà xe màu đen nữa, nhìn như xe công vụ luôn, dành cho bạn nào là thích ngầu. Rồi ok, chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem đến thời điểm này của video. Đó là những cái chia sẻ về cá nhân của Vinh. Thì nếu các bạn còn những cái thắc mắc, còn những cái chủ đề nào muốn Vinh chia sẻ cái góc nhìn của bản thân mình, thì các bạn hãy bình luận ở dưới video cho Vinh nhé. Còn đây là một cái chuyến hành trình Vinh đang đi công việc, và trong thời gian đó thì cũng có chia sẻ sơ bộ với các bạn về cái cảm giác thì chúng ta sử dụng một chiếc xe cũ lâu đời. 2003, thời điểm quay video này là năm 2021, thì chiếc xe nó trải qua cũng bao nhiêu năm rồi, 17, 18. Thời điểm quay video này là năm 2022, thì chiếc xe này nó đã trải qua là 13, 17, cộng 2 năm, 19 năm. Xe này đã được 19 tuổi rồi. Đó là một chiếc xe rất là lâu đời. Nhưng các bạn thấy Vinh chạy nãy giờ, chiếc xe này 2.4 động cơ, làm mát bằng gió, không có turbo, động cơ nằm ngang, vận động cầu trước, số sàn. Vinh khẳng định với các bạn luôn đó, Camry 2.4 này ra gặp những cái xe Đức cũng không hề ngán, không hề ngán cái vấn đề là tăng tốc. Số sàn tăng tốc luôn luôn có lợi thế hơn so với số tự động, tại vì nó không có cái khoảng tự động mà ấy, mà chúng ta có thể ép ga, ép tua. Đó, không hề ngán. Nhưng có điều là, và các bạn cảm nhận đi, đây là một cái clip mà Vinh không hề có một cái micro gì hết, Vinh nói bằng cái micro thu âm của máy quay, và các bạn nãy giờ cũng có thể nghe được cái đồ ồn trong xe. Đây là một chiếc Camry nhập Hàn Quốc nên là cái đồ trong xe gần như là nó fix rất là ok, không hề ồn như những cái xe hiện đại bây giờ nha. Và cũng mà cái xác xe cũng rất là cứng chứ không hề mỏng. Đó là lợi thế của những cái công nghệ cũ đó, nhìn vậy thôi chứ già rồi, nhưng mà gừng càng già càng cay đấy. Rồi, đó là những cái chia sẻ nhanh của Vinh muốn gửi tới các bạn trong cái vlog lần này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của kênh Quốc Vinh Ô Tô. Chào tạm biệt.